Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2022, là hôm nay là ngày thứ bảy. Hiện tại bây giờ mình đang ở tại thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ở đây là trung tâm thương mại Ba Hòn nè cả nhà. Thì trong ngày hôm nay, thể theo yêu cầu của các anh chị em, cô chú bác xem YouTube của mình có góp ý với mình là muốn xem về một cái đảo có tên là Hòn Nghệ ở tại Kiên Giang. Đó, thì trong ngày hôm nay mình cũng sẽ mời cả nhà cùng đi với mình theo chân đi khám phá Hòn Nghệ ở tại tỉnh Kiên Giang ha. Thì cũng chia sẻ luôn với cả nhà, nói về Hòn Nghệ á, ở Kiên Giang á, thì cái vấn đề đầu tiên á là chúng ta cái phương tiện di chuyển là cái đó là cái đầu tiên. Thì cái phương tiện di chuyển như thế nào mình chia sẻ lại với cả nhà. Sau khi mà hôm qua thì mình ghé ở tại đây để mình tìm hiểu về cái phương tiện di chuyển. Thì đối với hiện tại mà chúng ta ra đảo Hòn Nghệ, Hòn Nghệ là cách ở chỗ thị trấn Ba Hòn này khoảng chừng là 25 km, tính theo đường biển nha cả nhà, tính theo hải lý thì mình không biết bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có hai phương tiện di chuyển, một là chúng ta sẽ đi bằng cái tàu sắt. Cái tàu sắt là chắc nó giống như là một cái tàu cái phà hay gì đó, mình nghĩ như vậy thôi tại vì mình chưa có thấy cái tàu đó. Thì tầm khoảng là 11 giờ tới 12 giờ thì tàu sắt sẽ cập bến ngay chỗ thị trấn Ba Hòn, chỗ này, chỗ ngay chợ Ba Hòn đó cả nhà. Hai là chúng ta đi theo là cái tàu này. Cái tàu này là cái tàu chở hàng mỗi ngày từ Hòn Nghệ đi vào đất liền, cũng như là từ đất liền đi ra Hòn Nghệ. Đó, thì một ngày sẽ đi chỉ có một chuyến thôi. Đây cả nhà xem ha, đây là tàu khách Thanh Tâm, chạy tài nhất là 9:15. Đó, thì để đi ra Hòn Nghệ là chúng ta hiện tại nha chỉ có hai cái phương tiện di chuyển như vậy thôi. Còn nếu mà cái nhà ở Gạch Giá đó thì chúng ta còn có một cái phương tiện di chuyển nữa, là chúng ta sẽ di chuyển bằng chiếc tàu cao tốc Superdong. Nhưng mà theo như bà con có chia sẻ là chuyến tàu cao tốc Superdong chạy đến Hòn Nghệ hiện giờ là chưa có, ngày trước có chạy nhưng mà do cái lượng khách nó không có đủ thành ra là hiện tại bây giờ là tàu Superdong đang ngưng chạy rồi. Thành ra bắt buộc chúng ta phải xuống thị trấn Ba Hòn này. Thị trấn Ba Hòn này thì cách trung tâm thành phố Hà Tiên khoảng chừng 20 km cả nhà ha. Ở đây thì chúng ta cũng có thể xuống Hòn Phụ Tử cách khoảng chừng 13 km. Thì chúng ta sẽ đi theo cái chuyến tàu chở khách như thế này để chúng ta đi ra Hòn Nghệ, hoặc là chuyến tàu sắt lúc 11-12 giờ, còn tàu chở hàng thì 9 giờ tới 9:30, tùy theo cái số lượng mà hàng hóa của bà con gửi từ đất liền ra Hòn Nghệ. Còn đi về hình như là khoảng là từ 1 giờ chiều là bắt đầu là sẽ đi trở ngược ra đây. Đó là như vậy đó. Đó là theo thông tin của mình được biết đến thời điểm hiện tại. Thì đối với mà chúng ta đi tàu chở hàng như vậy á, chúng ta vẫn có thể là đem theo xe máy nha cả nhà. Đó, thì đây là chiếc xe máy của mình. Mình đã lấy hành lý ra rồi. Thì mấy anh ấy sẽ bắt đầu là kinh chiếc xe máy của mình xuống nè. Đó, phải là 4-5 người mới kinh nổi chiếc xe cả nhà thấy không ạ? Đó, rất là vất vả luôn. Cái này có bộ là nước mà nó cao cao dễ kinh hơn đúng không anh? Dạ, nước thấp vậy xuống khó quá. Thấp quá. Dạ, bởi vậy thấy cực quá. Dạ, bình thường thì hiện tại bây giờ là đối với một chiếc xe mà ra Hòn Nghệ như vậy thì cái giá là bao nhiêu anh? Tàu chở là thì nói chung là một chiếc xe là tới bên bển là 70 ngàn. Chỉ có 70 ngàn thôi. Đúng rồi. Dạ, là tính luôn cả tiền lên xuống chưa? Đầu. Dạ, bóc vác hai đầu luôn. Dạ. Đó, cả nhà thấy hiện tại. Ủa, chiếc tàu lớn. Chút xíu vô tới giờ nè. Dạ, tới chưa? Chuẩn bị tới. Dạ. Chút xíu là nó tới là chiếc này nó cập lên sát bên dưới đó. À, vậy là cũng là chiếc tàu Thành Tâm luôn. À, tàu sắt Thành Tâm. Dạ. Nhưng mà anh nói nãy 12 giờ mới chạy. Đó là 12 giờ xuất bến. À, có nghĩa là người ta đi vô đây trước. Vô tất nhiên là nó đặng sáng là 7 giờ nó xuất bến đó đặng. À dạ. 12 giờ xuất bến ở đây, thí dụ chú có đi đường xa chú muốn đi trễ thì chú đi chiếc đó. Dạ. Mà chiếc đó là nó lớn gấp đôi chiếc này. Lớn gấp đôi chiếc này. Nhưng mà có chở đồ không à?
Có chứ. Dạ cũng giả đồ. Nhưng mà cái khoang khách nó chở có 100 ngoài người lắm. Ồ dữ vậy hả? Dạ. Rộng lắm. Dạ. Xíu là dạ rồi, dạ rồi. Có gì mới món cứ. Dạ đúng rồi. Cũng là thành tâm luôn. Này. Dạ. Cũng thành tâm luôn. Dạ. Chiếc này chiếc cây nó chạy sớm. Còn dạ. Trễ thì đi chiếc đó. Dạ, quá là hay luôn. Ừ, chiếc đó thì ok lắm. Dạ. Nghe quá hấp dẫn à. Nói có 100 ngoài 200 người. Dạ. Khỏe à. Mấy ngày thì chú thấy cái lượng mà khách du lịch ra Hòn Nghệ như thế nào nhiều, chú? Nhiều. Nhiều. Tương đối nhiều. Dạ. Tương đối nhiều. Vậy là chú là bên tàu khách ha? Chú là chủ phương tiện của tàu khách mấy chiếc à? À trời vậy hả? Trời vậy quá hay rồi. Hôm nay con giới thiệu với chú thì con cũng chia sẻ về cái chuyến hành trình đi ra đảo Hòn Nghệ cho những du khách trong và ngoài nước được biết tới, để hy vọng là thu hút được thêm cái lượng khách. Dạ. Sau này á là có tàu vận chuyển đầy đủ hết để dạ. Dạ đúng rồi. Cái doanh nghiệp của chú hôm nay là Hòn Nghệ này là cái chiếc là chú dạ. Chuẩn bị thay cái chiếc này tàu ở dưới này. À. Còn về thì như thế nào chú, cái thời gian về? Về thời gian về là mai sáng con về. Ngày mai là dạ là mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ sáng. 7 giờ sáng là tại nếu con muốn ở trễ thêm một tí thì con về mấy giờ? Con về con có chiếc này 1 giờ. À chiếc này là 1 giờ chiều. 1 giờ chiều nếu mà con ở lại thì ngày mai con muốn về trưa con đi chơi thoải mái 1 giờ chiều. À dạ. À con hiểu rồi. Hiểu không? Còn đối với tàu sắt là 12 giờ chạy. 12 giờ 7 giờ sáng ngày hôm sau là về. 12 giờ là xuất bến tại đây. Xuất bến tại đây. Dạ. Còn 7 giờ là nó xuất bến ở bên kia. Dạ rồi, con hiểu rồi. Còn cái chuyến này thì nó xuất bến ở đây là 9 giờ. Dạ, xuất bến đây 9 giờ. 9 giờ tới 9 giờ 15. À đó, đôi lúc khách nhiều quá nó chạy sớm hơn 9 giờ 15. À dạ. Khách là chạy ăn thua là đầy là mình chạy. Dạ. Cái 12 giờ chiều. Cái kia 12 giờ. Dạ. Ủa còn cái chiếc màu trắng trắng đó là chở đi đâu vậy chú? Đó là chiếc tàu cao tốc của Hòn Nghệ. Nhưng mà nó nhỏ lắm, người ta đi ta khách ta ít đi đó. À dạ. Ta ngại lắm, mùa sóng gió này ta không có đi. Ủa chiếc đó nó lại không an toàn bằng chiếc à dạ. Ủa vậy hả chú? À. Con coi khách đi là biết. Dạ. Người ta đi quen. Này thuộc dạng kinh nghiệm ha. Người ta mới biết. Thì cái đó là nó không được an toàn, dưới hơn nữa cái tốc độ nó chạy là còn muốn thua tàu sắt nữa. Ủa vậy hả? Nó cao tốc thì ôi, tốc kỳ độ nó chạy muốn thua nữa. Dạ. Lý do cái tàu sắt nó vô trễ, chờ chút xíu nó vô tới. Dạ, dạ. 15 phút nữa là dạ. Vô tới rồi đó. Dạ, con gì sắp tới ha, sẵn cũng giới thiệu luôn. Tại vì nó dạ. Chiếc kia dạ, mà chiếc tàu sắt đó với chiếc này là cùng chung một chủ không chú? Một chủ luôn. Một chủ luôn ha. Dạ, để con lại giới thiệu cái số điện thoại. Dạ. Bây giờ chạy thì chạy hai chiếc. À, còn bây giờ hiện tại là đối với du khách mà ra Hòn Nghệ là bao nhiêu chú có biết không ạ? Cái này hả? Dạ chiếc này. 70 ngàn. Còn chiếc tàu sắt. À dạ. Tất nhiên là chiếc kia nó cao cấp hơn. Nó cao cấp hơn. Dạ. Nó cao hơn. Mà theo chú tốc độ giữa chiếc này với chiếc tàu sắt thì như thế nào? Chiếc nó chênh lệch nhau chút đỉnh. À thí dụ như cái này ra ngoài Hòn Nghệ là bao nhiêu lâu ạ? Cái này nó ra khoảng cũng cỡ 1 tiếng 40 phút. 1 tiếng 40 phút. Dạ, còn chiếc tàu sắt. Chiếc tàu sắt á nếu mình ở đây cái lượt mình ra dạ. Nó chạy hơi chậm khoảng dạ. tiếng 50. Còn ở ngoài đảo chạy vô có 1 tiếng 30. Ủa sao kỳ? Tại ở trong đó ở đó sáng mình chạy sớm vô mình chạy tốc độ. À dạ à, con hiểu rồi. Đúng không? Dạ rồi, quá hay. Bà con ta đi mua bán rồi ta đi đường này cái. Dạ đúng, hợp lý, hợp lý. Không? Dạ. Thì cái chi phí dầu mỡ nó hơi cao quá. Mấy ngày cao quá. Chạy, dạ. Điện. Còn nếu mà khách đông đông là buông chạy. Dạ. Không chịu hiến chút. Dạ. Không sao. Dạ. Đó nó vậy đó. Dạ. Coi như là con cũng hiểu sơ rồi đó. Đó, đó, đó. Dạ. Vậy là hiện tại bây giờ chúng ta chỉ có di chuyển ra Hòn Nghệ bằng cái bến này thôi. Ở bến này. Dạ. Cái bến khác. Dạ. Còn cái bến ở dưới gần chùa Hang là. Đó. Cái đó là cái bến chạy thuê bao. Thí dụ như con muốn đi thuê bao là. À là hợp đồng đúng không ạ? Hợp đồng á. Dạ rồi. Cái đó là bến hợp đồng chứ dạ. Nó không có tuyến cố định đâu. Dạ. Bến này mới có tuyến cố định. À con hiểu rồi. Vậy là Hòn Nghệ là tuyến này là tuyến duy nhất. Tuyến cố định. Dạ. Tuyến duy nhất quá hay. Chạy này chắc sống lắm hay gì mà phải che đậy hết trơn hay chúng hả? Dạ. Trời ơi. Kiểu này ra biển còn bọn con hơi mệt rồi nè. Tại con bị say sóng rất là nặng. Dạ. Nói chung thì con cũng mới tính trưa chú quay con đi trưa chưa tại trưa vì con quay chiếc, dạ con quay những cái điểm á du lịch ở bên đó đúng. Để giới thiệu cho du khách được biết để tại vì có nhiều cái du khách muốn muốn đi ta muốn đi mà không biết như thế nào thành ra là hôm nay con quyết định dạ.
đúng ra chứ tụi chú phải quay đưa lên mạng mà chú cũng làm biến. Dạ đúng rồi, tại mỗi người một nghề. Ừ, một nghề dạ. Đúng là chú phải quay lên là chú có tàu vậy chú đưa lên mạng dạ, để quảng cáo, nhưng mà thôi mình cũng không muốn quảng cáo, ai ta đi ta biết tao quảng cáo rồi. Dạ đúng, dạ đúng, đó, đúng đó, rồi. Để dạ. tao quảng cáo gì giùm mình nó hay hơn. Dạ đúng, mình phải phối hợp với nhau. Ừ. Với lại nó mang một cái yếu tố khách quan đúng không ạ? Dạ. Chứ mình chủ phương tiện mình quảng cáo nhiều quá người ta nói mình nói phào nữa. À dạ đúng. Không? Dạ. Nhưng mà chủ tâm là nói vậy. Vậy hiện giờ là giá vé là chỉ có 70 ngàn thôi. 70 ngàn với chiếc xe máy thì cũng 70 ngàn với lên xuống. Dạ. Cái chiếc xe máy cũng bên tàu kia là nó chỉ lấy có 40 ngàn. À tàu sắt là 40. Ờ, dạ. Giá vé là 80, tại vì cái tàu sắt xe nó không có khiêng giá. À không khiêng. À dạ. Trả tiền bốc giá thôi, tàu không lấy tiền. Dạ đúng, hợp lý, tàu hợp lý. Nó rộng quá rồi thành ra đôi lúc ta đi kèm theo mình giảm chi phí. Dạ. Dạ, cho nên nó bự gấp đôi chiếc này. Dạ rồi. Dạ con hiểu rồi. Nhưng mà có điều là chạy dạ. Dạ. Dạ cạn trống. Dạ cảm ơn chú nhiều lắm luôn. Nhờ chú mới hiểu được thêm nhiều cái vấn đề đi du lịch ngoài Hồng Nghệ nha. Dạ. Dạ. Chú chạy mấy chục năm rồi đó, chú chạy gần 30 năm rồi đó. Dạ. Ủa rồi tàu sắp chạy cho chú. Dạ. Con cứ xuống nó dời tàu thôi. Dạ. Con cứ ở trên này con quay ấy đi, nó không có bỏ con nữa. Vậy ha. Nó dạ. Nó cặp vô cái chiếc tàu bự. À dạ. Đặng nó cho hai chiếc này nó cặp bến vô trong á. Dạ. À dạ. Mà tàu hàng những chiếc cao cấp nữa. Dạ, tàu hàng những chiếc cao cấp. Để dằn chạy tới bao lúc. Thầy, con thấy trời này con sợ. Tại vì con bị xe sống quá là nặng đó, thành ra con nhìn quá ớt. Không, nó tàu này, giờ này nó chuyển ba cái mưa nhưng mà sóng gió không có lớn. Dạ hả? Nó chuyển mưa thôi. Dạ. Thì như con được biết là đối với Hòn Nghệ nó cũng nằm ở trong cái khu vực là được bao bọc, vịnh phải không ạ? Thành ra nó cũng đỡ hơn Côn Đảo đâu đúng không ạ? Ồ, đỡ hơn nhiều lắm. Dạ, đỡ hơn nhiều. Đó là một vịnh Tây Lan. Dạ. Mà thành ra nó cũng đỡ hơn hen. Dạ. Rồi hy vọng con cũng sẽ tỉnh táo được để chia sẻ cho bà con thêm. Dạ, cảm ơn chú. À, cảm ơn chú nhiều ha. Rồi. Con lấy số điện thoại chú không? À, chú cho con số điện thoại gì ạ? 982. Chú tên gì ạ? À? Chú tên Tâm, có nghĩa là Tàu Thành Tâm. À, Tàu, dạ, Tàu Thành Tâm là của chú luôn. Của chú là Thành Tâm. Dạ, 09, dạ. 0982. 700. 204. 204. Ừ. Dạ. Ủa sao cái số đó với số đó nó khác vậy? Số này khác là số của con chú. À con chú. À dạ. Còn số bên kia là của chú để là ở cái tàu lớn. À. Một đứa con cũng nó cũng có số riêng nữa. À dạ con để hiểu rồi. Khách hàng gì kia cần gặp chú thì hay là gặp tụi nó cũng được. Dạ quá hay. À, dạ. Gặp chú thì ví dụ cần cái gì chú tư vấn cho. Dạ đúng rồi. Tại nếu mà thật sự nếu mà con đi con sẽ muốn gặp chú. Tại vì chú là có kinh nghiệm. À, đúng rồi, chú là dạ, chủ yếu là có kinh nghiệm, nhiều khi du khách người ta thắc mắc cái gì đó người ta cũng mình hiểu. Dạ đúng, nói, đúng. Nói cho giải thích cho người ta giải trình cho người ta. Dạ đúng rồi, vậy rồi. Dạ. Còn mấy đứa nhỏ này nói chung dạ. Mấy nói chung thì mới lớn thì nó chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. À. Mà đối với những cái độ tuổi mà mình có kinh nghiệm như vậy thì quá quá tốt luôn rồi. Để còn lại con quay cái bản cái. Rồi cảm ơn chú Tâm. Dạ. Đây là số điện thoại nha cả nhà của tàu khách đây. Xuống làm sao không bảy? Bảy bánh bao nó xuống trà xanh gì kêu nha. Ủa chiếc tàu sắt nó có cái máy để che mưa không nha chú ơi chú Tâm? À dạ. Che mưa, che sóng, che gió. Dạ. Đó là đi con đi là không có dính một giọt mưa. Ôi giời ơi vậy hả? Dạ. Chút xíu thôi. Dạ. Khoang khách của nó rộng lắm. Dạ. Còn dài hơn. Dạ. Thôi gấp đôi mà đúng không ạ? Dạ. Chút xíu nữa nó vô tới liền. Dạ. Để chú điện nó tới. Dạ. Cho sẵn nó kịp cái giờ con. Dạ, sẵn giới thiệu luôn, con giới thiệu cái phương tiện tàu sắt luôn. Mấy ngày xăng dầu lên quá ảnh hưởng gì không chú Tâm? Cũng ảnh hưởng một phần chi phí nhưng dạ. Mà có cái là đúng ra là chú cũng phải tính
xin giá thêm nữa. Dạ mà đúng chưa, rồi. Chưa, bây giờ thôi đi kệ từ từ cho bà con ta thích nghi chứ. À. Ví dụ ở đây mình xin giá nó nhiều khi ta đi. Ví dụ xin thêm 10.000 thôi. Dạ đúng rồi. Cũng là không có gì. Dạ đúng. Không là gì nhưng mà chú xin 10.000, ví dụ chú 50 người chú được 500.000 lắp vô cái khoản khoản dầu là, dạ đúng. Cũng như người ta đóng góp cho mình thêm. Dạ. Dạ, thêm như đó thì cũng không có là bao nhiêu. Dạ, tại vì ai cũng biết là cái giá dầu xăng bây giờ nó lên quá mạng mà. Dạ. Rồi mưa. Mưa. Dạ. Dạ. Ủa bình thường mình ngồi phía trước hay phía sau đỡ sóng hơn chú Tâm? Dạ đỡ ngay giữa. Dạ. Mưa quá cả nhà. Có đây mình thấy là chủ tàu là phải để những cái bao cát ở đây nè để dằn cái mũi xuống. Đó là cái điểm mà cái nhà thấy rất là ấn tượng đúng không ạ? Đây chiếc tàu cao tốc nè. Đẩy như vậy cho chiếc tàu nó dịch ra nè cả nhà, sau đó bắt đầu đi tới để tàu kia cập vô. Đây là chiếc tàu cây mà chúng ta đi ra đảo Hòn Nghệ cả nhà ha. Trong buổi sáng ngày hôm nay. Trời nay không có đẹp rồi. Sao cũng phải dằn cát lên nè cả nhà. Này nước hay là hải sản anh? Hải sản. Hải sản. Dạ. Là cá anh? Cá có, mực có. Cá mực. Dạ. Có. Dạ có cho em xem với, cho em xem với. Trời ơi còn gì bạn nữa. Cái này hơn cái bự anh.
ơi mực cái này mực 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 à dạ quá hấp dẫn luôn à. Ôi mực dạ. Dạ vậy đây là mình bỏ sỉ ha hay mình bỏ cho chợ à bỏ sỉ dạ làm diễn viên chính mà trong video của em nãy à, cả nhà thấy không? À, đây là công việc của mấy anh đó. Thật ra thì mình thấy đối với trên một chiếc xe lên xuống như vậy là rất là cực luôn. 4 người mà chỉ có 70.000 thôi. Họ chỉ tạo cao tốc là đi ra Hòn Nghệ đó cả nhà. Những du khách mà thường thường đi Hà Tiên hay ghé ở tại Hòn Nghệ để mua những cái hải sản tươi sống đó cả nhà. Nói như là mực đó. Dạ. Ta cũng đi gần nhưng mà ta đợi 12 giờ ta đi à sát. Dạ ta đi tàu sắt. Ủa bây giờ ta đi còn nếu mà tàu sắt thì xe ô tô có xuống được không chú? Ồ dạ vậy là mình cái ô tô mà tối đa của mình xuống được tàu sắt là bao nhiêu chỗ à? Khoảng xe 16 chỗ đổ lại ha. 16 dạ. Chỗ đổ lại xuống được. Dạ mấy chiếc ta? Dạ ô mấy chiếc luôn thì là tàu nó bự lắm rồi. Nó xuống xe 16 chỗ thì nó xuống khoảng 4 chiếc dạ. Quá to. Ba cái xe tải xe gì ba cái xe ấy là chú cũng chở ngoài đó xe cuộc móc xe ủi à, gì xe cuốc luôn hả? Xe cuốc rồi đó. Ồ dữ vậy hả? Dạ. Chú cũng chở ba xe cuốc xe gì ngoài đó. Dạ, vậy xe. Đi ngoài đó chở cái này tàu mình nó chi phí nó nhẹ hơn còn bao một chiếc kẹp nó đi ra ngoài nhưng mà nó không an toàn nữa. Chở dạ. Sóng gió nó không an toàn mà dạ, kẹp nó đi biển luôn. Dạ đúng. Thường đối với cái chiếc tàu của mình mà vừa chở hàng chở người thì được bao nhiêu người khoảng chiếc tàu này ô vậy hả còn cái du khách nữa dạ. Chiếc kia này trên 100 người dạ. Trên 100 người nhưng mà nó còn rộng rãi lắm dạ đúng rồi rồi mấy đợt lễ cứ chở 200 mấy trời vậy hả dạ. Ở đây con thấy chú dằn những cái bao cát ở đầu với mũi đúng không? Mình dằn cho nó là mấy bao cát này không phải là mình dằn nhưng mình chở cái vật tư đi đảo. Ủa? Vậy hả? Vậy là anh này là vật tư phải không? Chứ không phải mình dằn ha. Rồi vậy là con nhầm. Dạ. Dạ. Đợi kia thì phải đợi thêm 3 tiếng ha. Dạ 3 tiếng. Tiếng chào kia thì phải đợi thêm 3 tiếng. Phải đợi. Dạ. Mai con về nhiều khi nó làm con làm không kịp. Dạ. Dạ con cũng cố gắng đi tranh thủ. Hình như con thấy năm nay như là mưa nó hơi nhiều hơn cái gì đó phải không chú Tâm? Dạ. Chứ con thấy mới vô mùa mưa gì đâu, ngày nào cũng mưa chứ.
Dạ, chỉ cần là mưa được thôi ha. Ôi vậy, vậy hả chú Tâm? Hôm ngoài đó đang mưa hả? Đang đó, ông ngoại nó mưa lùa vô trong này. À dạ, gió đang lùa mây vô đó ha. Vậy là chiếc tàu này của mình luôn hả chú Tâm? À, là chiếc này là chiếc tàu sắt đó ha. Tàu sắt Tâm 3. Dạ. Còn chiếc này là chiếc chiếc 2. Còn chiếc đó là chiếc 1. Dạ. Đó. Còn chiếc 4, chiếc 5. Dạ, trời vậy là tới mấy chiếc mà chú nhiều dữ vậy hả? Nhưng mà mấy chiếc kia bây giờ chỉ còn chạy 2 chiếc thôi, mấy chiếc kia nó đi thu mua hải sản á. À dạ. Mấy chiếc này chưa? Rồi chiếc tàu sắt thì dữ dội quá, này y chang chiếc xà lan vậy ha. À. Rồi chiếc này rộng quá là rộng luôn. Muốn xuống chú chở con đi lặn cũng. Dạ rồi, dạ rồi. Để cho nó cầm. Giá cho con lên đó luôn nha, để cho con đi tranh thủ nha chú ơi. Đây là những cái du khách đi từ lúc 7 giờ sáng đó nha. Giờ đến đây thì khoảng là hơn 9 giờ chút. Đúng rồi, thật sự là con thấy chiếc này cứng ngắc luôn nè. So ra nếu mà đi chiếc này thì nó êm hơn chứ hả? Trời dạ, ơi, nó không có bị lắc. Dạ. Ở đây con thấy chỉ chở hải sản vô nữa hay gì nè. Vậy là cá với mực. Phải không ạ? Dạ. Không. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ. Rồi rồi. Con để khách lên nè. Ở giờ chúng ta có hai phương tiện di chuyển cả nha. Một là tàu sắt, hai là tàu cây. À, cái này chúng ta có thể đứng trên mui nè. Dạ, quá êm luôn. Cái này y như y là chiếc phà luôn á. À, nhưng mà phà là phà cái dạng phà chung. Dạ. Nó nhưng mà nó chạy nhanh lắm à. Dạ. Không phải như phà chung chung. Dạ. Đó, bây giờ con có xuống này dưới. Dạ rồi. Dạ. Rồi rồi. Dạ bé đi, bé đi. Nó về xuống đây cái khoang đó. Ai cũng bơm hải sản về cả nhà. Hải sản bển ngon lắm anh Tùng. Dạ, nhà vệ sinh đây. Thấy không?
Dạ, ôi trời, chiếc pha này quá êm rồi. Dạ, đi này là êm ru luôn á. Dạ, nói chung là chiếc này con thấy đi là quá quá ngon luôn nè, quá ok luôn. Vậy là chiếc này ngày cũng chạy có một chuyến thôi. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Vậy là đối với chúng ta đi tàu Hòn Nghệ thì chúng ta phải ghé chỗ cái chốt biên phòng này để chúng ta đợi bên chủ tàu trình cái giấy tờ hành khách cũng như hàng hóa vận chuyển đó cả nhà. Rồi sau đó là chúng ta mới bắt đầu khởi hành ra Hòn Nghệ. Hôm nay là một ngày mưa gió luôn, rất là lớn luôn, gió cũng mạnh nữa, nhưng mà mình đã lỡ rồi. Với thêm cái nữa là anh chị em cô chú bác cũng muốn về xem video Hòn Nghệ á, trong cái thời điểm này là ngày nào cũng mưa hết, thành ra chúng ta không có né được luôn á. Nhiều khi nó nước biển nó không xanh tí thì cái nhà thông cảm giúp cho mình nha. Từ tháng 5 tới tháng 11 thì gần như là như vậy đó. Đi biển bữa nào mà gặp buổi trời nắng thì mới có ổn thôi. Chuyến đi hôm nay là bão táp sóng gió luôn rồi cả nhà. Cả nhà thấy mưa vẫn còn đang rất là lớn nè. Gió cũng còn khá là to nè. Nói chung vì do là cái anh chị em cô chú bác muốn xem đảo Hòn Nghệ á, thành ra là mình cố gắng để mình di chuyển trong cái đợt này. Nhưng mà trong cái đợt từ tháng 5 tới tháng 11 này là mưa với bão gần như là mỗi ngày luôn. Chúng ta không có thể nào biết trước được là bữa nào nắng. Thành ra là đi du lịch trong cái khoảng thời gian này thì cả nhà phải chấp nhận nó có một cái sự là hên xui thôi. Và chúng ta sau khi mà đã khai báo xong thì chúng ta sẽ rời khỏi Ba Hòn để đi đến Hòn Nghệ. Thì cũng chia sẻ luôn với cả nhà là chị ấy có chia sẻ rằng là do là chúng ta đang nằm ở trong các cái hòn, cái vùng biển á, nằm trong tỉnh Thái Lan á, được bao bọc bởi các hòn, thành ra là cái độ sâu ở đây không có sâu lắm, chỉ từ 4-5 mét thôi. Thêm cái nữa thì sóng nó cũng không có quá mạnh như là ở tại cung đảo ngoài Biển Đông thôi. Thì Hòn Nghệ là một cái hòn nằm trong vịnh Thái Lan. Thêm cái nữa là mà mưa lớn quá và gió to quá thì đối với những người mà lái sẽ vào kinh nghiệm của mình, tại do cái mặt này cũng có những cái đụng cát á, giống như ở miền Tây vậy đó, lái là phải có kinh nghiệm nhìn nước nhìn sông thì mới biết như thế nào. Chắc có lẽ là khi nào gần tới Hòn Nghệ mình chia sẻ với cái nhà tiếp ha, hoặc có gì lạ lạ thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Giờ mưa mình cũng không có lên trên quay chia sẻ được với cái nhà nữa. Đó, cái nhà thấy không ạ? Chúng ta bây giờ đang ra giữa biển rồi. Ở đây là những cái trụ lưới điện quốc gia này cái nhà, được kéo ra các hòn, trong đó Hòn Nghệ cũng là một trong những cái hòn mà đã có điện.
2 tiếng 30 phút tới tàu Hồng Nghệ rồi cả nhà. Bị say sóng mà nó là cực kỳ nặng luôn. Nói ra mặt đen luôn. Nói chung là chưa bao giờ mình mệt như vậy luôn, nhưng mà mình cũng cố gắng chia sẻ với cả nhà để cho cả nhà cảm nhận được cái quang cảnh ở trên đảo Hòn Nghệ ha. Tôi thì mình lấy đầu đầu là vận chuyển những chiếc xe máy lên. Đây là đảo Hòn Nghệ cả nhà ha. Cả nhà đi thời điểm này thì thật sự là mặc dù nước cũng trong xanh lắm, nhưng mà do cũng có nắng á, thành ra là không có thấy quá là rõ cái màu xanh của nước biển. Nhà có thấy được những cái bầy cá của người dân ở trên đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ sinh sống. Mình vừa chóng mặt, nhức đầu, nó rất là mệt luôn. Nhà xem vận chuyển một chiếc xe mà lên là rất là khó luôn á. Chiếc xe của mình đó. Ba chưa đổ chạy trời. Chưa đổ mà. Con xe. Chạy rồi, chạy rồi, đi lên. Chạy đâu rồi. Giờ mình phải đi nghỉ chút xíu nha cả nhà, chứ mình hết chịu nổi rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha, sau khi mà mình nằm nghỉ chút xíu rồi. Nói chung thì cũng còn mệt dữ lắm, nhưng mà giờ mình đã nói chuyện cũng được rồi. Đó, thì đây là cái đường mà chúng ta lên trên chỗ Hòn Nghệ ha. Khi chúng ta lên tới đây thì chúng ta sẽ có hai đường quẹo. Một là đây là đường bên phải. Hai là đường bên trái bên đây. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha. Mình cũng chưa có xác định được cái chỗ nghỉ ngơi nữa. Mình sẽ mời cả nhà cùng vào một vòng xung quanh Hòn Nghệ chung với mình nha. Ở đây có một cái chỗ mà bán sim card, bán nước, bán những cái đồ điện, ống nước đồ, vân vân. Còn bên đây thì cũng là một cái chỗ bán nước. Phải nói là hồi nãy mình ngồi mình uống nước chứ mình nằm nghỉ ngơi ở đây á, thì thật sự mình cảm giác rằng bà con ở đây rất là nhiệt tình và dễ thương luôn cả nhà. Cái nhà có biết là Hòn Nghệ là được mệnh danh là những người dân ngủ là buổi tối không cần đóng cửa luôn. Cái nhà xem mà một cái đảo xa như vậy mà bán nước, một ly nước cà phê gì đó mà chỉ có 6-7 ngàn một ly thôi cả nhà, mà nước ngọt thì cũng chỉ có 10 ngàn thôi. Nó khác biệt rất là lớn so với một cái đảo trước mà mình đã từng đi. Thì đối với Hòn Nghệ nó không có cái khu bán hải sản cả nhà, nhưng mà chỉ có bán hải sản ở tận ở trên những cái bè cá. Thì cái bè cá đó chắc có lẽ là mình sẽ chia sẻ với cả nhà vào cái clip tiếp theo nha. Còn cái clip mà khám phá và đi tàu ra Hòn Nghệ thì clip đầu tiên mình sẽ kết thúc tại đây ha, từ thị trấn Ba Hòn, chợ Ba Hòn. Rồi, mình sẽ mời cả nhà cùng đón xem clip tiếp theo của mình, là chúng ta hãy cùng đi một vòng Hòn Nghệ.
khám phá, sau đó là chúng ta sẽ tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi. Vậy cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc anh chị em, cô chú bác xem cũng hiểu hiểu sơ về Hòn Nghệ rồi ha. Khi mà cả nhà muốn đi ra Hòn Nghệ thì sẽ có hai khung giờ. Một là 9 giờ, hai là 12 giờ. 9 giờ thì chúng ta sẽ đi tàu cây, tàu chở hàng của những người dân chở từ hàng hóa từ chợ Ba Hòn ra đây. Hai là chúng ta đi 12 giờ là chúng ta sẽ đi cái phà đó. Cái đó là cái phà đó cả nhà. Cái phà thì mình thấy rất là chắc chắn và thoải mái nữa. Đó. Còn khi mà chúng ta về thì chúng ta có hai cái thời gian về. Một là 7 giờ sáng là từ Hòn Nghệ về thị trấn Ba Hòn á, ở Kiên Lương, Kiên Giang đó, là 7 giờ sáng. Hoặc là buổi chiều là từ 1 giờ chiều chúng ta sẽ về bằng tàu cây. Với cái giá vé thì một người chỉ có 70.000 thôi cả nhà. Nếu mà cả nhà đi phà sắt thì 40.000. Dạ. Đối với chúng ta đem theo xe máy ha. Còn chúng ta đi tàu cây thì cũng sẽ là 70.000. Tại vì mình thấy mấy anh mà dắt mấy xe lên rất là cực. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bây giờ video tiếp theo mình sẽ cùng mời cả nhà đi khám phá Hòn Nghệ chung với mình ha. Đi một vòng nha. Dạ rồi, đó thì chỗ này là khi mà chúng ta vừa lên ở tại Hòn Nghệ đó cả nhà, là bán chỗ bán nước của cô này rất là dễ thương luôn. Nãy giờ cô ấy cũng tận tình chia sẻ với mình. Đó, mấy anh này cũng rất là nhiệt tình. Vô luôn. Đó, thì cũng muốn chia sẻ giới thiệu với cả nhà như vậy. Đây là kênh YouTube của em. Đây anh nào nhận à? Dạ rồi. Vậy là mấy anh là ở bên này luôn hay là sao ạ? Ở bên này luôn anh ơi. À dạ. Rồi chúc mấy anh uống cà phê ngon miệng nha. Dạ. Rồi chúc mọi sức khỏe nha mày. Chào mọi.